Đúng là giới tính không thể ngăn cách được tình yêu. Tuy nhiên vẫn có điều ngăn cách tình yêu ấy. Nó được gọi là định kiến xã hội. Em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay siết tay anh, nơi em bình yên.